em bị làm sao vậy Em thấy ác mộng có đúng vậy không Hay là Anh giết chết em đi Emma. Em à Em không muốn sống nữa đâu Em không muốn sống nữa anh à Em à Em là Em là một người mẹ Nhưng sao có thể làm như vậy chứ Tại sao Sao em có thể Em có thể buông tay con mình ra nó còn quá nhỏ mà Sao em buông tay nó ra chứ Em không thể tha thứ cho mình được Làm sao có thể tha thứ được đây? Em à Em đừng có như vậy mà Tìm được khe ram là xong thôi Hôm đó đáng lẽ ra em nên nghe lời anh Đừng có đi tới chỗ đó để làm gì Em thực sự không nên nhận con bé tươi đó Có lẽ em cũng không nên lo cho bà lão đang té ngã bên cạnh em Em không nên bận tâm đến chuyện của người khác Em Thật sự không nên buông tay Hê Ram ra Miso à Chuyện cũng không phải là lỗi của em Chúng ta Chỉ là không gặp may gặp phải chuyện này mà thôi Chúng ta Nhất thời xem như gặp phải cơn ác mộng đi Hê Ram nhà mình Đang Lẽ ra cũng nên làm con em Em đừng có nói như vậy Sau này Chúng ta và cả Hê Ram nữa Sẽ cùng đi du lịch Đến biển Nhật Bản để vui chơi Tới Thái Bình như đi ngắm biển Chúng ta sẽ đến Hawaii Như đi hưởng tuần trăng mật Phải đó Chúng ta sẽ đi Hawaii Ra bờ biển Hawaii Đến nông trường xem lúa mạch Đi thưởng thức mọi cảnh đẹp Đi ăn các loại hải sản Không phải là Em thích ăn hải sản lắm hay sao Phải đó Chúng ta sẽ đi Chúng ta sẽ cùng nhau ăn hải sản Hamburger ở đó Hệ ram của chúng ta cũng thích ăn nhất mà đúng không Hệ ram của mình Nhất định rất thích Nếu như đi du lịch Phải chơi cho hệ ram cho thật vui dẫn con bé đi ăn đi chơi cho thỏa thích chụp thật nhiều hình với nó thầy đàm của mình rất thích được chụp hình mà phải mình sẽ đi chúng ta sẽ cùng đi du lịch với nhau hả tôi chỉ mong có thể giúp được cô thôi cô cứ nghĩ là tôi có trách nhiệm giúp cô cũng được hay là tôi cảm thấy thương hại cô cũng không sao hết tôi biết anh giúp tôi không phải vì trách nhiệm hay là vì thương hại tôi tôi hiểu mà tôi biết luật sư sao là một người rất tốt những chuyện khác không nói nhưng mà lần anh tới cô như diện, tôi đã biết anh là một con người tốt tôi nghĩ dáng dạy lúc đó mới là con người thật mới là bản tính thật của anh mẹ, vì con có gì tạo cột sống nên con không thể muốn ba Lê nữa mẹ nhớ đừng có nói cho anh kiên su biết nha cứ nói là do tai nạn lần này thôi Cô xin mẹ nếu không thì nếu không thì anh ấy sẽ không chịu kết hôn với con đâu mẹ mẹ không có anh ấy con sống không nổi đâu à. con ra uống nước hả sao vậy không ngủ được à ờ dạ <laughs> ngồi đi con cũng lâu lắm rồi không ngồi trò chuyện với con rể quý của mẹ <laughs> hình như con mệt lắm đúng không dạ không phải đâu harry ở nhà mình nó hơi có tính ỷ lại đối với người nó yêu thì càng ỷ lại nhiều hơn thật ra mẹ cũng biết rõ con mệt chặt buồn bực nhưng mà mẹ Mẹ rất mong là con có thể hiểu cho trái tim của Herion. Dạ. Mẹ rất biết ơn về chuyện con đã bằng lòng kết hôn với Herion nhà mẹ. Nếu như không có con, thì Herion sẽ càng rất khổ sở sau khi không thể múa ba lê nữa. Dạ không đâu. Cũng tại vì con, nên cô ấy không thể múa ba lê. Nếu như lúc đó không gặp phải tai nạn thì Herion cũng sẽ không bị thương tật như vậy. À, trời ơi, con thật là những chuyện trước đây sẽ còn nhắc nữa chứ. Con đừng nhắc những chuyện đó. Đã là quá khứ rồi còn gì. Mẹ chỉ muốn nói là nếu như con có thể đối xử với Hedion thêm một chút tình cảm nữa thì hay quá. Bởi vì Hedion nó trông sáng như một đứa bé vậy. Nếu như con dùng tình cảm ấm áp hơn một chút sẽ biết trên thế gian này nó là một đứa bé đẹp nhất và ngoan nhất đó. Con sẽ làm được chứ. Dạ. Con hiểu ý của mẹ rồi được rồi à, với lại mẹ muốn hỏi con một chuyện này con có quan hệ gì với con dâu của tổng giám đốc CK không vậy mẹ nhìn thấy con đứng với cô ấy trước nhà họ cho nên mẹ hỏi quan hệ thân thiết lắm sao ờ, không không phải như mẹ nghĩ đâu chỉ chỉ là về chuyện nợ nần nên cô ấy mới tìm con giúp đỡ có vậy thôi về chuyện nợ nần con nhau của một gia đình như vậy mà lại tới nhờ con vấn đề nợ nần sao dạ gia đình của cổ có dây tiền của công ty cho nên tới nhờ con giúp vậy đó hả có phải là dây tiền bất hợp pháp không hả? mẹ không hay biết gì về chuyện đó vậy thì chắc là quen biết đâu được bao lâu chứ dạ tại hôm đó nhìn thấy dáng vẻ cô ấy rất mệt nhìn thấy cổ rất đáng thương nên con không thể ngoảnh mặt làm ngơ được à, cũng phải dạo này vì chuyện con cái nên nhà họ mệt mỏi à, nhưng mà dù vậy á con cũng đừng quá thân thiết với người bên đó vấn đề phụ nữ con biết rõ rồi đúng không cho dù quan hệ đơn giản cũng sẽ khiến cho phụ nữ sẽ hiểu lầm điều gì đó nếu như con cứ tốt bụng tử tới kiểu đó sẽ làm cho hê anh nhạy cảm thêm thôi chắc là con cũng hiểu ý của mẹ rồi hả dạ con hiểu rồi <laughs> được rồi con ngủ đi ăn uống ăn uống giờ nay mà con ăn được hả mẹ cũng ăn sáng xong rồi hãy đi làm con có thể ngồi ăn với cô ta như vậy sao mẹ cũng ngồi ăn sáng đi cũng gần tới giờ đi làm rồi sao ý con là không muốn mẹ cằn nhằn bảo mẹ mau mau đi làm đúng không ăn cho nhiều vô đi ăn no rồi làm lạc người khác nữa mẹ à con xin mẹ đó à, càng ngày tôi càng cảm thấy khó sống quá hãy nghĩ tới cháu nội bé bổng của tôi cho dù là đi ngủ tim tôi vẫn đập liên hồi ngày nào cũng giống như là sống với địa ngục tụi con cũng không khác gì mẹ đâu tuy mẹ là bà nội của he nhưng tụi con là cha mẹ mẹ có buồn hơn tụi con hay không phải rồi đó kêu mẹ đừng làm gì hết cứ ngồi đó chờ thôi chứ gì thôi được rồi hai đứa cứ quyết định công khai điều tra đi nhưng nếu công khai mà khiến he ram có chuyện gì thì sẽ phải tự chịu trách nhiệm với những gì mình làm tại sao mày cứ nghĩ tới những chuyện không hay như vậy chứ căn cứ theo thông tin của cảnh sát rất có thể chuyện này chỉ là mất tích đơn thuần mà thôi vậy thì đương nhiên phải công khai điều tra như vậy xác suất tiền được sẽ cao hơn được rồi con trai của mẹ quyết định đúng lắm thích thì cứ làm đi <cười> <cười> em cứ ăn sáng đi đừng có bận tâm tới mẹ làm gì một lát mẹ tới công ty thì trưởng phòng cô sẽ chuẩn bị bán sandwich cho mẹ chúng ta ăn tiếp đi bây giờ chúng ta phải ăn nhiều hơn trước mới được anh phải tới công ty phải tới sở cảnh sát có rất nhiều chỗ cần phải đi mà em cũng phải đi phát tờ rơi mà đúng không vậy ăn mau đi em phải ăn no bụng mới có sức chịu đựng chống chọi với mọi thứ Anh à, đăng tin của Ram rồi nè. Bé gái năm tuổi đã mất tích 10 ngày, cảnh sát đã bắt đầu điều tra. Khi nào mới tìm được nó đây chứ? Anh à, chắc là Ram không có gì đâu hả? Đương nhiên, sẽ không có gì đâu. <laughs> Tội nghiệp cho Ram quá đi. Bây giờ chắc là nó đang khóc lóc tìm mẹ đó. Ram... Sẽ không gặp chuyện gì không may đâu hả anh? Phải không? Em thấy sợ quá anh à. Đây là bài báo đã được đăng vào sáng ngày hôm nay để tìm kiếm Heron. Được rồi. Bây giờ chỉ còn cách điều tra công khai như vậy thôi. Từ ngày mai các tòa soạn trung ương... À không, tất cả các tòa soạn đều phải đăng tin hết. Chữ cũng phải phóng to hơn. Diện tích trang báo cũng lớn hơn. Cho dù tốn bao nhiêu tiền đi chăng nữa, cũng phải làm theo đúng lời tôi. Dạ tôi biết rồi Mạng xã hội thì sao Bây giờ vẫn đang bàn mặt về vấn đề tìm kiếm này Phải đăng những đoạn clip liên quan tới Hiram Trong thời gian gần đây Được tôi biết rồi À phải Cậu muốn báo cáo gì với tôi đúng không Dạ có chuyện này Tôi muốn nói trước với bà Việc ra mắt sản phẩm mới Phải giờ lại ngày vào quý sau Nếu giờ lại vào quý sau Tức là phải đợi tới mùa thu hả Dạ đã xảy ra một chút vấn đề Sản phẩm mới của Jimmy Won Tương tự như sản phẩm mà phòng kế hoạch đã đưa ra sao cậu nói vậy là sao tại sao lại tương tự có nghĩa là vẫn còn sản phẩm khác giống như chúng ta phải hiện giờ bên đó cũng đang tung ra món ăn truyền thống hàng quốc sao nếu như muốn đưa ra thị trường xét theo tốc độ hiện nay chắc chắn là họ sẽ nhanh hơn nếu như không làm rõ chuyện này thì chắc chắn sẽ có nhiều rắc rối à, chuyện này chưa xong lại tới chuyện khác gửi tài liệu cụ thể qua cho tôi dạ tôi sẽ gửi ngay Tôi biết rồi, cậu làm việc đi. Ôi, ôi, sao có phải là ngay lúc này chứ? Vì sợ giám đốc chất giả, cho nghĩ cái này sẽ giúp được ít nhiều. Chỉ vậy thôi, tổng giám đốc à. Ôi. Dù sao thì vẫn thấy nhân viên hiện nay không đủ năng lực. Còn thằng Minh Che bây giờ lại không tập trung tinh thần. À, nhưng đã đuổi Hana Yon đi nên không thể gọi cô ta về. Cô à, biết phải làm sao đây. Cháu gái của tổng giám đốc công ty thực phẩm CK đã bị mất tích. Kể từ tuần trước tới nay vẫn chưa có tin tức gì. Cảnh sát đã quyết định công khai tiến hành điều tra vụ việc này để mau chóng tìm ra manh mối có thể đưa cháu bé trở về nhà. Sau khi bị mất tích bên phía cảnh sát khu vực và người nhà của cháu bé này, đã nghĩ đủ mọi trường hợp. Nhưng mà tới nay vẫn chưa có manh mối gì, nên đồng ý tiến hành điều tra đề bằng mọi sao? thức, thông tin đại chúng. Cháu gái của Tổng Giám đốc CK đã bị mất tích rồi sao? Em phải bắt Niso bị mất hết tất cả mọi thứ. Em đã sai anh ta làm cho cô ta bị đuổi ra khỏi nhà một cách xấu hổ. Em nói rồi mà, mọi thứ mẹ mà... đang gánh chịu em sẽ trả lại hết tất cả trước khi em có thể lấy được thứ mà em cần em sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu dù phải bất chấp thủ đoạn em cũng sẽ lấy cho được chẳng lẽ chẳng lẽ là nó dốt con đã lên mạng cập nhật thông tin tìm hai ram rồi tôi cũng lên trang của tôi rồi và gửi thông tin trong... Không sưởng nữa. Nếu làm vậy khả năng tìm sẽ được cao hơn. Đương nhiên, dùng mạng xã hội rất có hiệu quả. Không bao lâu nữa sẽ có tin thôi. Phải đó, có rất nhiều người dùng cái đó mà. Chị bà dùng cái đó chứ. Nè, ông ba con muốn dùng thử. Chú à, cái này á hơi phức tạp đối với chú đó, khó lắm. Ê, thì bởi mới học nè, giải chú đi. Tốt nhất là chú lo phát tờ rơi đi kìa, nếu như Muốn giải thích cho chú hiểu rõ cái chuyện này á, phải mất cả ngày trời luôn đó sau khi tìm được hai tram thì cháu sẽ chỉ cho chú từ từ có được không nên ch chú có là phát tờ rơi đi để mau chóng tìm được hai tram hả? Ha? Yes. tức là cháu coi thường chú có phải vậy không chú học một lát là biết liền à đầu óc của chú thông minh cỡ nào cháu có biết không hả? À, trời ơi chú này thật là bây giờ cháu đang bận lắm mà đừng có nói chuyện với cháu nữa nha yeah, thiệt tin à cháu mà về làm dâu chắc là đáng lo lắm đó hả với người lớn mà cháu lại trừng mắt hả gặp người khác chắc cháu ăn mặc ta rồi có vậy mà cũng không giữ nữa Hiram hey à, eo gái cưng của ông ngoại. Chẳng lẽ cháu không cảm thấy nhớ ông ngoại hay sao? Ông ngoại nhớ cháu, tới nỗi không ngủ được. Hiram hey à, cháu mau về đây nghe. Hả? Trời ơi. <laughs> Nếu như không có ai gọt giỏ thì anh sẽ không ăn đúng không? Trong tủ lạnh có rất là nhiều trái cây, anh chỉ có ăn nhiều một chút đi. Để lâu nó sẽ hư mất đó. Mỗi ngày chỉ cần ăn một trái là cũng đủ rồi. Nhưng mà có chuyện gì sao gọi em tới đây vậy? Em biết rồi đúng không? Dĩ nhiên em phải biết chứ. Cũng vì tìm Heram không ai có tinh thần làm việc hết. Cũng phải. Đâu có cha mẹ nào mất con mà bình thường được. Trong lòng đất rối ren. Nhưng mà... Tại à sao anh lại đứng này để cho em xem vậy? Có phải... Là em không? Là em? Chuyện gì? Có phải em liên quan tới chuyện này không? Anh nói gì vậy? Sao em lại... Có phải em sai ly canh xích làm chuyện này hay không? Anh bị điên rồi hả? Sao anh có thể nói như vậy chứ? Dạ đang nghi em hay sao? Anh nói người bắt cóc Hera là em hả? Em đã sai khiến thằng Can xích dùng bạo lực với cả người phụ nữ đó còn gì để mẹ đứa bé phải bị đuổi ra khỏi căn nhà đó. Chẳng lẽ chuyện này mà em không dám sao? Em là người đạt được mục đích mà chuyện gì cũng dám làm hết. Anh nghĩ như vậy sao? Một đứa bé như vậy sao em có thể làm chuyện đó chứ? Mấy chuyện quen đường này anh đừng có nói nữa. Vậy cái hôm đứa bé mất tích. Em đã uống rượu say và tới tìm anh. Em nói đã bị xe cây đuổi trong nhục nhiều... nhã thì sao đây? Vậy thì sao? Chuyện này có liên quan gì tới chuyện đó chứ? Chưa hết. Anh nói anh phải bắt thằng ca xích về cho nó một bài học thì em. Vô cùng lo lắng. Chỉ như vậy thôi sao? Chỉ như vậy mà anh nói em có liên quan tới chuyện này hả? Chị bị công ty đuổi nên em bắt cóc đứa bé hay sao? Chị có phải là người hay không? Anh điên hay sao mà nghĩ như vậy chứ? Em, lớn lên từ cô nhi viện, thất lạc ba mẹ đáng sợ cỡ nào hai chúng ta đều hiểu rõ vậy thì một người như em một người như em sẽ lại làm chuyện đó chứ à... À... buông ra đi em không cần đã bảo anh buông ta mà ngồi yên đi em chảy rất nhiều máu nếu bỏ mặt em không lo anh thấy có lỗi lắm. Nếu không gọi Hana John về thì tình hình này con để làm sao? Nhưng mà sao có thể gọi một người như vậy về làm chứ? Biết đâu còn làm chuyện quá đáng hơn. Con không chấp nhận đâu. Chuyện tăng cường nhân viên con sẽ tự mình biết lo liệu lấy. Con vẫn chưa xem qua tài liệu của Hana John sao? Cho dù một người học hành tử tế chăm chỉ làm việc trong một năm cũng chỉ chắc làm được bản kế hoạch đó. Vậy thì mình cứ dùng nó để tham khảo là được rồi. Tham khảo? Sau đó thì sao? Đến lúc ra mắt sản phẩm con định sẽ làm gì không phải người tạo ra nó đến lúc thuyết trình sẽ gặp phải vấn đề người của phòng kế hoạch hiện nay có giải quyết được vấn đề đó không chỉ cần sơ yếp một chút sẽ làm hỏng hết mọi chuyện con có biết không vậy thì cứ để đó cho con làm mấy lần trước con cũng đã thành công rồi còn gì con dám nói lần thứ nhất con phát biểu khi gặp phải vấn đề ai giải quyết cho con lúc con nghe người ra không biết nói gì đều là hannah john đứng ra giúp con mà lần thứ hai còn tệ hơn nữa họ đưa ra những câu hỏi hóc búa như vậy là để làm con thất bại Mẹ à, nếu làm việc với người phụ nữ đó quan hệ sẽ càng phức tạp hơn. Mẹ Heram sẽ rất buồn. Sau này nhất định sẽ càng rắc rối hơn nữa. Sao? Bây giờ con đang sợ con nhỏ sao chổi đó hả? Mẹ à, con bây giờ chỉ vừa mới dễ thở hơn một chút mà thôi. Nếu lần này dính tới cô ta nữa, con sẽ chịu không nổi đâu. Con không cần biết buổi ra mắt gì nữa hết. Chỉ muốn tìm được Heram thôi. Vợ chồng con đã mệt mỏi lắm rồi. Thì bởi vậy mẹ mới gọi Hannah John về để giúp con. Bây giờ con không có tinh thần, Hả? Chẳng lẽ cứ để công ty CK thất bại như vậy sao? Có phải con muốn công ty CK này về tay người khác hả? Nếu con ngồi vào chiếc ghế đó, thì mẹ sẽ không nhúng tay vào chuyện này nữa. Mẹ sẽ bỏ lại mọi thứ, đi ra nước ngoài du lịch. Từ đây đến lúc đó, phải nghe lời của mẹ. Vậy mẹ tự lo liệu đi. Bây giờ, mẹ muốn làm gì thì mẹ cứ việc làm đi. Trời ơi trời! Trời ơi cái thằng này! Ôi trời ơi thằng con này! Ôi con trai của tôi! Ôi. Chẳng lẽ vì vậy mà tôi để Hannah John đi? Như vậy không phải là quá đáng tiếc hay sao? Ôi trời ơi, cái số của tôi! Em vừa thấy quán hận, vừa thấy ngưỡng mộ con dâu nhà đó. Hình như cô ta có mọi thứ mà em không có. Nhưng mà bây giờ khi xảy ra chuyện này, em lại thấy rất buồn. Người mẹ mất con tiều tụy như vậy. Rồi đột nhiên em nhớ lại, người mẹ ruột mà em đã mất. Mẹ của em chắc cũng như vậy. Lúc bà bỏ em ở cô như diện thiên thần. Chắc bà ấy cũng như vậy đó. Lâu nay em cứ quán hận bà ấy. Nhưng đây là lần đầu em cảm thấy tội nghiệp cho mẹ ruột của em. Cái cảm giác mà trong phút chất phải bị mất đi người thân của mình anh và em hiểu hơn ai hết. Nhưng mà tại sao anh có thể nghĩ em làm ra chuyện đó chứ chẳng lẽ em không sợ bị trời phạt hay sao dù em có lòng tham cỡ nào cũng sẽ không làm vậy tại sao anh lại nghĩ như vậy chứ anh biết rồi em đừng nói chuyện này nữa Em đã sai khiến thằng canh xích Dùng bạo lực với cả người phụ nữ đó con gì Đến mẹ đứa bé Phải bị đuổi ra khỏi căn nhà đó Chẳng lẽ chuyện này em không dám sao Em là người gì đạt được mục đích Mà chuyện gì cũng dám làm hết Dạ tổng giám đốc Dạ <laughs> Dạ Bây giờ sao <laughs> Đây là thẻ nhân viên tạm thời Tổng giám đốc à Chỉ làm tới khi xong dự án Dạ Đúng như cô đã biết Bây giờ Minh không thể lo mấy chuyện này Đó không bận tâm gì Đến việc xử lý Những chuyện liên quan đến sản phẩm mới Cháu đã nghe mất về chuyện này rồi à Vậy hả <laughs> tin tức nhanh thật. Nói chung là tình hình không tốt lắm. Chuyện này cô Na Yon có thể giải quyết nên tôi đành trông cậy vào cô. Đương nhiên tôi sẽ không bạc đãi cô về thù lao. Chắc không cần thù lao gì hết. Tổng giám đốc gọi cháu về cháu đã biết ơn lắm rồi. Cô giả tình giả nghĩa tôi không thích cho lắm đâu. Ha, tôi có một câu này muốn nói trước. Về công nhà tư cần phải phân biệt rõ. Minh Che nó chỉ là cấp trên của cô thôi. Với lại cho dù dự án lần này có thành công Tôi cũng không có ý định sẽ tuyển cô Na Yon về làm nhân viên chính thức. Chuyện này tôi phải nói rõ trước. <laughs> Chắc không hông chuyện đó đâu tổng giám đốc. Cháu biết, bây giờ cả nhà bác đang rất đau khổ và lo lắng. Những chuyện thừa nước đục thả câu như vậy, cháu sẽ không làm đâu. Dù bác tin hay không cũng được. Tình cảm mà cháu dành cho anh Min Chê, tình cảm chân thật. Dạ. Để chứng minh điều đó, cháu sẽ cố gắng hết sức để giúp cho giám đốc. Dự án này nhất định sẽ thành công. Mẹ gọi con. Mẹ kêu cô ta tới cho nên gọi con luôn hay sao? Thôi hết chuyện rồi cô về đi. Kể từ ngày mai cô sẽ làm việc. Trong tổ thứ hai của phòng kế hoạch. Mẹ đã quyết định rồi thì con gọi con làm gì nữa? Mẹ với cô Hạnh nên dọn cái việc từ sắp đi. Con chỉ muốn tìm được Hay Hai tuần nay có làm việc đâu. Bây giờ tin tức của Hay Ram đồn đi khắp nơi. Hội đồng quản trị có làm lớn không? Bộ công tưởng bây giờ chỉ lo chuyện nhà, câu chuyện công ty. Có thể bỏ mặt không lo sao? không có chuyện đó đâu. Tôi sẽ cố gắng hết mình thôi giám đốc. Trời ơi, coi kìa, coi kìa, coi kìa. Cái thằng bất tài mà. Tổng giám đốc xin bác cũng đừng quá lo lắng. Cháu sẽ được lời nói với anh ấy. <laughs> Lời của tổng giám đốc nói không có gì là sai hết. Em sẽ gác bỏ riêng tư để giúp anh Minh Chê. Cô nói là cô giúp tôi, chính là cô làm như vậy hả? Vậy thì đã đúng ý cô rồi. Anh Minh Chê à? Chẳng lẽ cô không có lòng tự trọng hay sao? Nếu như gặp mặt như trong công ty cô không thấy xấu hổ à? Em không bận tâm mấy thứ đó. Nhân viên ở đây không quan trọng bằng anh Minh Chê. Anh Minh Chê à? Anh biết rõ ý nghĩa của dự án lần này quan trọng cỡ nào mà. Nó quyết định chuyện anh có thể được làm người thừa kế của công ty CK hay không? Vì vậy cho nên anh đừng suy nghĩ mấy chuyện đó. Cứ lợi dụng em đi. Những gì em đã khiến anh và giám đốc bất vọng, em mong lần này được bù đắp lại. Tôi biết rồi. Cô ra ngoài đi. Dạ. Ngày mai lại ở công ty. Li Minh Chê thật ngây thơ. Tôi đã nói anh không thoát khỏi bàn tay của tôi mà. <cười> <cười> Cuối cùng thì tòa nhà đó cũng đã lọt vào tay ô tê san này rồi đây. <laughs> Cứ việc yên tâm, tao sẽ khiến mày kiếm lợi gấp 10 lần. <laughs> Cảm ơn con kêu ông Su. À. à phải rồi, bây giờ chỉ còn lại mấy người đó thôi đúng vậy không? bà sẽ sai đàn em của bà lo liệu chuyện này con không cần phải ra mặt xử lý cho ba tháng được không nếu vậy thì thời gian quá ngắn mà tại sao lại quá ngắn mấy chuyện giao dịch kiểu này để đàn em xử lý là được rồi bà trước tiên chúng ta phải tiến hành thương lượng trước đã hả mọi chuyện bắt đầu từ tên giám đốc chung đúng vậy không chính vì người này xúi dục này nọ cho nên những chủ hộ khác sống ở đó mới cùng nhau lên tiếng gây rối trước tiên phải bắt đầu từ người này. Nếu thương lượng được thì tốt, còn nếu không được, xử lý luôn tên này là được, biết chưa? <laughs> Bây giờ tự nhiên bà muốn đi đánh gôn quá. Con có đi chung không? Chơi chút cho khoai quả. Con đã có hẹn với Harry Anh rồi. Vậy hả? Con có hẹn với Herian hả? Vậy thì con đi mau lên. Mà khoan đã. À. Tiền này con cầm lấy con với hè thì anh muốn mua gì cứ việc mua. Dạ không cần đâu ba. cái thằng này kêu cầm thì cứ cầm đi. đâu phải ba cho vậy con không có tiền cái này là tấm lòng của ba. nếu con không nhận, ba sẽ giận đó. Ờ à, ba hả? Bây giờ con đã phát tờ rơi trong siêu thị, họ đã cho phép rồi con có thể phát tờ rơi tìm Hiram răm trong siêu thị này bên ba thì sao ờ ừ, ba đang ở gần sở cảnh sát nè hôm nay ba sẽ chạy tới chạy lui vài chỗ rồi về ờ à, vậy còn cho anh ký ờ ừ, nó cũng đi gần ở chỗ này thôi con ờ à, con ở đây chắc cũng khoảng một tiếng rồi con sẽ qua chỗ ba vậy chút nữa con sẽ gọi lại cho ba nhé dạ dạ dì ơi đây là con gái của cháu ờ à, dạ chào cô đây là con tôi Phiền con để vậy? ý giùm à. Cảm ơn Ờ. À. À, dạ tôi xin Trời lỗi Dạ tôi xin lỗi Đây là con gái của tôi Nếu như thấy ai giống nó Chú làm ơn gọi điện thoại báo cho tôi biết nha Ờ dạo này đầu óc các bà mẹ có vấn đề rồi hả Con cái làm như là đồ đạc hay sao Mà cũng làm đây lại được nữa Thì không hiểu à Ê. Ừ. Chú à Bao lâu rồi chúng ta không đi siêu thị ta Bà giao cho anh nhiều gì quá Một tuần muốn đi siêu thị với anh một lần cũng không được nữa mình đi siêu thị như vậy thật là thích anh ha. Lát nữa, chúng ta xuống quán cà phê Chin Chan ở dưới uống một ly cà phê rồi hãy về. <cười> <cười> Nếu bỏ đi thì sao phải cầm chứ? Chưa nhìn cho kỹ đã bỏ đi rồi. Tại sao chú lại bỏ hình của hai trăm của tôi xuống đó? Không lẽ chú không có con sao? Chú không thể hiểu cho tâm trạng cha mẹ khi bị mất đi đứa con của mình à? Tôi không có như cô. Không có đầu óc để lạc con. Tỉnh táo một chút đi con nhỏ kia. Thiệt là. Chú đi gì hả? Tôi không có đầu óc như vậy đó. Tôi bị điên đi rồi. Tôi bị điên rồi đi nè Làm gì vậy con nhỏ điên này Đánh ra Đúng thiệt là tự nhiên Chú à Gì nữa đây Chú đang làm cái gì vậy hả Tại sao Lại làm như vậy hả Tại sao người mẹ này bị mất lạc con Chú có biết hay không hả Chú không sợ bị trời phạt hay sao Chú làm như vậy con chừng bị trời đánh đó Còn dám lớn tiếng ở đây nữa Cô cứ lo chuyện của mình đi kìa Muốn dạy đời ai chứ Cô muốn tôi cho cô một bài học không hả <laughs> Cái thằng này là ai nữa vậy? Chú nên vừa phải thôi. Không thấy ai cũng đang nhìn chú hay sao? Tốt nhất là chú nên dừng lại ở đây đi. Làm lớn chuyện không có lợi cho chú đâu. Ơi ừ, thiệt là... Ê. Chị không sao chứ? Ừ, tôi... tôi cũng sao. Mặt chị hốc hác hơn nhiều đó. Giống như sắp ngã bệnh luôn rồi. Bây giờ... Chị muốn đi ăn gì không hả? À, chị đứng về đi vậy không được đâu chị mấy cái này để em phát giùm chị cho chị về nhà ăn cơm với em đi ăn no rồi tính tiếp ừ um, tôi cũng sao đâu cô harry ân à tôi không cần phải làm vậy đâu không sao gì mà không sao chứ chỉ cần một ngọn gió lắm là đủ thổi chị ngã rồi chị không thích thì cũng phải đi nhất định phải ăn gì đó nếu không chị sẽ xỉu đó à chào chị cháu bé tên là Tram, chị có gặp qua chưa đây là hình của cháu bé ạ à. <laughs> Cha bé tên là Hedram, chị gặp qua chưa? Chị cầm về xem đi Làm ơn, dạ cảm ơn ạ à. Ăn đi chị Những món ăn em nấu mặc dù là không ngon lắm Nhưng mà tốt cho sức khỏe đó à, Mặt của cô ốm đi rất nhiều đó Gặp cô hôm ăn tất niên một lần Thỉnh thoảng cũng có thấy khi đi ngoài đường Thật sự là cô ốm hơn trước rất nhiều Cô mau ăn đi Cảm ơn mọi người rất nhiều. Canh <laughs> này thực sự ngon quá. Em cũng quá nhiều thời gian lắm. Nếu như chị muốn em sẽ giúp chị phát tờ rơi. Chồng của em cũng là một luật sư. Nếu cần giúp, chị cứ nói nha. Anh sẽ giúp đúng không hả? Ừ. Ờ, uh, uh. ờ, <laughs> ờ. Mặc dù cũng thật nhất giả, nhưng mà cô cố lên nha người mẹ phải kiên trì tới cùng mới có thể tìm được con của mình à không nhất định sẽ tìm được mẹ hả? À, ôi trời trời ơi mẹ làm sao vậy chứ <laughs> à, thôi cô mau ăn đi phải ăn già thì mới có sức dạ hôm nay mẹ thật là giống như là khuyên người thân vậy Mẹ biết cháy buồn tới cỡ nào hay không hả? Ngày nào cháy cũng cầu xin mau tìm được hai ram đó mẹ. Tại vì mẹ không giúp được gì hết, cho nên thể hiện thành ý chút thôi mà. Cô mau ăn đi. Thực sự, cảm ơn mọi người rất nhiều. Mặc dù cũng thật vất giả, nhưng mà cô cố lên. Người mẹ phải kiên trì tới cùng mới có thể tìm được con của mình. À không, nhất định sẽ tìm được. Mẹ trẻ mất con đau buồn biết bao nhiêu. Đây. 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 Mẹ của em yếu lòng thật đó. Em cũng muốn chảy nước mắt nhưng mà cố chịu đựng. Em nghĩ không nên làm như vậy trước mặt của chị Miso Có đúng không hả anh? Vậy rất tốt Chị ấy nhìn có vẻ là người rất kiên cường Sẽ không để chúng ta nhìn thấy bộ dạng đau khổ Nếu là em, chắc là em không làm được như vậy đâu Hả? Hình như điện thoại của chị ấy Chị ấy đã bỏ quên rồi Đúng là tinh thần không được tốt lắm mà Làm sao đây anh? Anh có thể mang trả lại cho chị ấy có được không? Nhanh lên đi, trước khi chị ấy về tới nhà. Ồ, anh biết rồi. Kumiso à? Ồ, sao lại tới đây? Cô đi quên điện thoại nè. Ừ, đúng là tôi lãng trí quá. Ừ, về điện thoại của tôi mà anh chạy tới đây sao? Thời điểm này cô phải túc trực để chạy điện thoại mà. Không biết khi nào người ta sẽ gọi điện đến. Dạ. Hôm nay rất cảm ơn về bữa cơm của mọi người. Mọi người thật sự rất tốt với tôi Cả cô Herian Phó tổng giám đốc Thật sự rất cảm ơn mọi người Rất cảm ơn Tôi đi trước đây Cô Miso à Cho tôi mượn tay cô một lát